Thêm xăng dầu cho con cháu đời sau, nếu người không hiếu thảo thì đời sau sẽ khô héo. Cho nên có câu, trong trời đất chúng sinh lấy hiếu làm đầu, một chữ hiếu cả nhà yên, hiếu thuận thì sinh con hiếu thuận, người biết hiếu thuận tất người hiền. Điều quan trọng nhất là hiếu thuận với cha mẹ, đó mới là chân chánh thương yêu giúp đỡ gia đình. Có bài thơ rằng, thấy người sớm vào chợ, mua bánh lại mua kẹo, không nghe dân cha mẹ, đều nói dụ bầy con. Người già nghe rồi đều ghen tị nói, con của tôi thật là như thế, đều mua đồ vật cho con của nó mà không mua cho cha mẹ. Bạn muốn con cái mua đồ vật cho bạn chăng? Vậy thì bạn biến thành con nít. Nếu bạn biến thành con nít, thì con của bạn cũng sẽ mua đồ vật lại dụ bạn. Bạn tối ngày không vui thường mặt ra thì con cái thấy bạn sẽ phát sợ cũng không mua đồ vật cho bạn ăn. Có những người làm con nói với tôi rằng không phải con không muốn hiếu thuận với cha mẹ, nhưng thật ra cha mẹ đều nặng mặt ra, con có nhìn cũng chẳng dám nhìn. Đây thật là ông nói ông có lý, bà nói bà có lý. Nếu không có ông không có bà thì ai cũng chẳng có lý. Trong phẩm Tịnh Hạnh lại nói, Bồ Tát tại gia vợ con sum họp, nên nguyện chúng sinh oán thân bình đẳng vĩnh lìa tham trước. Người không thái quá thì là bất cập, đều không thể oán thân bình đẳng, đa số đều dùng tình cảm để xử sự thì chưa được kẻ oán người thân bình đẳng. Nếu như oán thân bình đẳng thì không thương không ghét, xem đồng nhau. Cho nên đại công vô tư, tại sao phải vĩnh lìa tham trước? Vì có tham dục cho nên sinh chấp trước. Nếu như oán thân bình đẳng tức không chấp trước, không chấp trước thì không phiền não, phiền não do chấp trước mà đến. Cho nên Phật nói tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật. Điểm này là chỗ khác nhau giữa Phật giáo và các tôn giáo khác, là dân chủ nhất. Bạn tu hành thì bạn thành Phật, tôi tu thì tôi thành Phật. Ai tu thì người đó thành Phật, ai không tu thì người đó sẽ đọa lạc súc sinh ngạ quỷ địa ngục ba đường ác. Phật lại nói đều vì vọng tưởng chấp trước cho nên không thể chứng đắc, có chấp trước thì không thể thành Phật. Người đều bôn ba mệt nhọc khổ tâm kinh doanh, chấp quốc gia, chấp nhà cửa, chấp thân thể, thiệt thòi một chút cũng không chịu, cảm thấy chịu không đặng, do đó mà nhiều phiền não sinh ra. Tôi thường nói mình không nên cứ nói đạo lý của mình mà không nghĩ tưởng đến người khác. Mình nên nhận lỗi của mình, cho nên nhận thật lỗi của mình, đừng nói lỗi của người, đừng nói người đúng hay không đúng, phải hỏi chính mình đúng hay không đúng. Phóng tư tưởng rộng lớn, thấy lỗi của người tức lỗi của mình, lỗi sai của người là vì tôi làm chưa đúng. Lỗi người tức lỗi ta, đồng thể gọi đại bi. Chúng ta nên thương người như thương mình, thậm chí thương người hơn so với thương mình, đó mới là đại bi tâm. Không có tâm phân biệt, làm việc như thế thì chiến tranh cũng chẳng còn. Người và người không tranh thì Liên Hiệp Quốc cũng sẽ tự tiêu mất. Vì sợ người có tranh nên mới có Liên Hiệp Quốc. Cũng không thể nói làm thì thối hưu vì căn bản không có cơ hội. Các nước cũng không dùng buộc giao hội phí. Người vì tài mà chết, chim vì ăn mà bỏ mạng. Giảng ngày 3 tháng 11 năm 1987 tại Kim Phong Tự. Người chết vì tài, chim chết vì ăn. Cái nào đúng? Trước khi trả lời vấn đề này, tôi muốn nói với mọi người, ngày mai tôi sẽ đi. Các vị muốn tôi nói vài lời, cho nên tôi nói vài lời khuyên người ăn năn hối cải. Những lỗi gì rất bình thường, tức là bất cứ tôi đến đâu, phàm là người đến nghe tôi thuyết pháp, tôi đều dụng tâm thành gia trì hồi hướng cho họ, khiến cho họ ma chướng lớn biến thành nhỏ, ma chướng nhỏ biến thành không, tai nạn lớn biến thành nạn nhỏ, tai nạn nhỏ hóa thành không, bệnh nặng biến thành bệnh nhẹ biến thành không. Đây là nguyện lực của tôi, nhưng tôi không muốn nói, hôm nay mới nói. Bất cứ ai đến nghe pháp, tôi đều đã gia bị, cho nên không cần gia bị nữa. Có người nói, sư phụ sao ngài không nói sớm? Tôi không nói sớm vì sợ các bạn đem nhiều vấn đề đến mà tôi không thể giúp bạn được. Hiện tại phải đi, có đến cũng không kịp ăn năn hối cải. Người thành tâm với Phật sẽ có cảm ứng, người không thành tâm với Phật sẽ không có cảm ứng. Cho nên bất cứ là chùa Kim Sơn, chùa Kim Phong, chùa Kim Phật, chùa Kim Luân hoặc vạn Phật thành, mọi người đều thành tâm học Phật Pháp, chỉ biết chân thật học Phật Pháp, cũng không mua danh chuộc tiếng khen, cũng không tranh danh đoạt lợi. Hoặc có người nói, người xuất gia cũng tranh danh đoạt lợi, không sai là có, nhưng tôi hỏi bạn họ làm như thế có đúng chăng hay là không đúng? Nếu đúng thì bạn học, còn nếu không đúng thì bạn đừng học. Bây giờ trở về vấn đề chính.